Chị sợ nó thay vì chị sợ vấn đề về hút chích này kia tầm bậy tầm bạ. Chắc là không có đâu, có thể là bé buồn gia đình, bé bé thấy như vậy nên mà bé 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 bé, bé tuổi của bé tuổi đang lớn Thì mà. mấy lúc chị cũng nói mẹ đã khổ rồi, con nhìn nhìn mẹ đi rồi con ấy, con đừng có đi, rồi mốt con đem bụng bầu về cho mẹ nuôi, mẹ mẹ nuôi không có nổi đâu, giờ mẹ còn khổ tâm lắm, mẹ nặng lo lắm. Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ, tôi tên là Phạm Thị Thu Thủy, đến từ đường Quỳnh Văn Lý, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy chị? Hôm nay tôi đến đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp tìm giùm con gái tôi, 16 tuổi, Tìm con. tìm Con gái chị họ tên là gì? con gái tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hoàng. Nguyễn Thị Thanh Hoàng. Nguyễn Thị Thanh Hoàng, sinh 2008, Dạ. 16 tuổi. Bé bỏ đi lâu chưa chị? Bé bỏ đi hiện tại là 4 tháng. 4 tháng trời. Sao hôm nay chị mới về đây? Dạ mình cũng nghĩ nó là đi chơi bạn bè ở dưới Lấy Thiêu thôi, chứ mình không có nghĩ là nó giận nó bỏ nó đi luôn. Vậy là trước khi đi là bé có giận hờn chuyện gì gia đình hay như thế nào chị? Dạ thì nó buồn về cuộc sống gia đình á, không có, nó nói thương anh hai với em không, không có quan tâm đến nó. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Là như thế nào ạ? À bé thì lúc lúc tôi với ba nó chia tay á thì là nó ở với ba, sau này ảnh nói con gái là phải ở với mẹ tôi đem về đây, rồi sau này một thời gian nó cũng đi chơi ở với mấy đứa bạn ở dưới Lấy Thiêu quê của ba bé, rồi sau này rồi cái từ từ mấy đứa bạn đó dụ cứ lên chở rồi mấy tháng sau là Bé đi nhà mình luôn là không về. là còn đi học không chị? Không, nó đã nghỉ học, Nghỉ lâu chưa chị? nghỉ từ hồi năm lớp 7 rồi, Lý do gì nghỉ sớm vậy chị? thì nó học không nổi, nó nói con học không nổi nữa. Chị cũng như là ông xã của chị á, là mình ly dị chưa? Anh ly dị ra tòa hẳn hồi rồi, Lâu chưa chị ha? nay được 7 ta 7 năm rồi. 7 năm. Vậy là bé mới 9 tuổi, 8 9 tuổi là Dạ ly đúng dị rồi, rồi. dạ. Lúc bé còn học Phú Lợi trường tiểu học ở đây. Và ly dị rồi thì cái thời điểm đó mình được mấy người con đây? Dạ, cái thời điểm con chung với ổng hả? Dạ. Hai người, Chị anh hai bé này với vậy hai bé là này. chị nuôi một người, còn chồng của chị nuôi một Dạ người. đúng rồi, dạ. Thời gian đó là chị có hay về thăm con không? Lâu lâu nó gọi điện thì tôi cũng xuống rước chở nó về đây chơi, hoặc là đi xuống dưới mua bánh mua này mua kia thăm nó. Vậy là sau thời điểm mà hai vợ chồng ly dị là bé về ở với cha. Dạ Có thời gian nào mà chị đón về về chỗ chị ở không? có một thời gian Lâu không đón chị? về, Được lâu không? đón về được chừng khoảng cũng mấy tháng một năm mà, rồi cái nó tụ tập ở dưới đó là từ lúc ở bên ba nó rồi, rồi cái sau này nó bị mấy đứa đó dụ dụ cứ lên chở vậy đó, rồi nó nói mẹ cho con đi chơi rồi ở lại nhà nhỏ đó vậy, rồi mới đầu mình cũng nghĩ đồng ý luôn, không cho đi thì tội nó, rồi sau này nó đi luôn. Ông xã của chị là ông xã cũ là có gia đình mới chưa? Dạ có quen nhưng mà chưa có sống với chị đó, nhà ngoài Phú Cường nhưng mà không, chưa có kết hôn. Còn chị có gia đình mới chưa? Có gia đình mới nhưng cũng chẳng có kết hôn luôn, sống vậy thôi. Khi mà thời điểm bé về ở với chị á là ở những ai? Ở với ông bà và anh hai của bé với lại chị. Có ở với chung với cái người đàn ông sau này của chị không? Cũng có, ông đó cũng thỉnh thoảng ra vô, và tôi với ổng cũng hay cãi vã, rồi đôi khi nó buồn. Vậy vậy là chị và cái người đàn ông sau cũng hôn nhân cũng không hạnh phúc Dạ đúng rồi, đúng không ạ? Cũng tại ông thường. này đã có gia đình rồi, chưa có ly dị, Trời đất ơi, ông này còn qua lại lâm hết ô sao sao trước đó mình không tìm hiểu kỹ hả chị? trước đó thì tôi nghĩ là buồn ông nọ rồi lấy ông này lấp vô khoảng trống thôi, sau này rồi thương ổng rồi để rồi Ô, có bầu rồi có hả? bầu Là rồi có con rồi hả chị? có con rồi, có con mà giờ ổng cũng chẳng ly hôn luôn, bà vợ biết hết tất cả, nhưng mà bây giờ là cái thẻ lương ổng là bà nắm giữ,
cho nên là đôi khi mình làm bên này mình lo con cái mình đi học rồi cực quá đó. Chị cho em một tấm hình bạc đồ cái mình hay gây lộn với ổng, rồi con bé này nó chán. Vậy là con gái nhà mình đã chứng kiến cái cảnh mà chị với người đàn ông sau này đúng rồi cãi vã rất nhiều, quấn lộn được. Trời đất ơi, quấn lộn luôn hả? Quấn lộn phen rồi kia. Trước kia mình tìm hiểu được bao lâu thì mình quyết định là đi bước nữa với người đàn ông này, lâu không chị? Lúc kia là khoảng mấy năm á, mình quen ổng thì tôi chỉ nghĩ là lấp khoảng trống cho vui thôi đúng không? Cho vui thôi. Thì sau này á là nói ngay ổng cũng có xây cho mình một cái nhà để có bầu, thì ông này nghĩ vì đứa con thì sẽ làm hoàn thành cái nhà. Sau này bà vợ ổng biết rồi á, thì là cái nhà cũng còn y vậy, nhưng mà lỡ có bầu 5 tháng rồi đi vô thì đầy đủ rồi, bác sĩ đâu có dám làm đâu, cho nên là để sanh luôn. Trước đó là mình có biết ông còn vợ không? Trước đó hả? Trước đó thì biết, thì lúc đó là nghĩ quen vậy thôi chứ đâu có yêu thương gì ổng đâu. Vậy là ông này vẫn đến với chị vẫn nói là ông còn vợ, tức là ông vẫn nói sự thật đúng, đúng rồi, vẫn nói sự thật. Nhưng mà mình lúc đó có thể là mình lý trí làm mờ đi đúng không ạ? Đúng rồi, thì nói chung là tiền bạc với này kia rồi thôi. Thì sau này rồi cái là biết có bầu thì đi vô làm vậy, thì bác sĩ nói to rồi không có ấy. Đứa trẻ nhỏ nó đâu có tội đâu đúng không? Dạ. Thời điểm đó chị có tâm sự với các con của chị như vậy không? Là nói là chị đang quen người này người kia không? Lúc đó là cái mùa dịch á, chị mang bụng bầu á, chị ba tại chỗ chị làm xong rồi để kiếm tiền vợ sanh. Lén á, sau lúc đó cái thả về là ông chủ kêu thôi em về đi sanh đi, để ở đây dịch bệnh nguy hiểm, để ra xong mình lên làm. Dạ. Thì đi về á là mẹ chị mới phát hiện, chứ lúc có bầu là giấu. Giấu hết trơn. Thì mẹ chị mới nói trời ơi sao nhìn cái đít bự giống có bầu quá vậy bà. Cái chị mới nói là chứ gì nữa. Cái hình con chị mới nói trời ơi bà muốn tôi uống thuốc tự dặn không? Là con trai á hả? Bà nghĩ sao hút người hai bà không uống, tôi mua cho bà một thùng nha, bà nghĩ sao bà để bà đẻ người ta bụ ăn đà gỡ kiếp với bà hả, người ta có vợ rồi. Nó nói một câu mà chưa trong đầu chị chưa bao giờ nghĩ đến luôn. Con trai chị lớn chưa? Nó bây nay đại học năm nhất đi quân sự, hôm nay là hai mấy ngày, ngày nay là chắc ba nó đi trước nè. Vậy là con đi trai chị khi mà biết được cái sự việc như vậy thì rất buồn ha. Dạ. Ừ. Còn con gái bây giờ nó cũng nguôi ngoai. Còn con bé đó nói thì giờ thấy bà ngoại mẹ rồi cứ cho tiền anh hai nè, tại vì anh hai đi học đại học xăng cọ này kia. Rồi cái nó phân bì á, nó nói là sao mẹ thương anh hai với nhỏ này, giờ mẹ có thương con đâu. Rồi nói chung là buồn, tức là thương, nhà cứ gây lộn hoài á. Tức là thương đứa bé sau này của cái người đàn ông kia. Ừ, với lại thương anh hai. Người đàn ông kia vậy là cãi vã với chị bao nhiêu lần mà con gái của chị chứng kiến rồi, chị nhớ không? Nó cứ ra đây cái nó quậy, có rượu cái nó quậy, nó kêu chị là sau lúc chia tay á, mày nói là chồng mày bắt đứa, nó bắt mi mày bắt đen, mà sao giờ nay chở mi đi chở về dưới cho tao. Ôi trời đất ơi. Cái chị mới nói là mày về mày lo vợ con mày đi, còn con tao mày thương mẹ phải bế con, còn không ấy là không được nha, biến khỏi nhà này cho tao. Thì bây giờ là chị nói không ở đâu, đi về trỏng ở, cứ xin chị ra hoài mày đâu, ra đây còn quấn ông già chị rồi còn ôi trời ơi. Hôm nay chị vô trong một làm một cán bộ đó, chị vô chị thưa hôm nay trục xuất đi lên bến cát rồi, đi xa rồi, thì bà vợ hôm nay đòi quấn chị đang điên á, thì đang điên vì chồng đi xa không có cơ hội gần gũi á, thì chị vô chị làm tờ đơn chị thưa là chị lúc đó là chị nói là chị chưa có biết anh này là có gia đình, đến với chị vậy rồi cứ ra nhà chị quậy đồ đó. Rồi này kia rồi. Nhưng mà bây giờ này em hỏi thật chị này, tới giờ phút này chị đã hối hận chưa? Hối hận rồi. Giờ nó cứ nhiều khi mình đi mình biết lạc được. Anh rể chị nói tao kêu mày quay đầu lại bờ đi là điểu ơi, không có muộn màng gì đâu. Anh rể nói đúng. Nếu mà nó có nó thương mày là nó ly dị vợ nó rồi. Anh rể của chị khuyên đúng đấy. Đúng hả? Đúng, anh chị của anh. Mà chị thấy nhiều khi thấy cũng tội. Mà hễ đi nữa thì nó sao nó một mờ. Nếu mà sao nó, ổng nói là ổng nói với chị là đỡ thằng Bi 18 tuổi, mà thằng con ổng là có một thằng con trai duy nhất là bằng tuổi thằng trai chị. Mà ổng nói xạo với chị là 18 tuổi ổng đi vậy.
chị hỏi vậy nang nhiêu rồi em nói với chị nghe đi. Này những người đàn ông á, khi họ đã có gia đình mà bây giờ bên ngoài họ cặp kè hoặc họ mà ổng cứ ghen tuông chị, họ mà đến với chị á là họ đến vì cái thân thể và cái nhan sắc của chị thôi nhá. Chị phải nên nhớ rằng trừ khi nào mà cái người đàn ông đó họ đã ly dị rồi, họ đã thôi vợ rồi vì một cái lý do nguyên nhân có thể vợ chồng không hạnh phúc mà họ dẫn tới cái tình trạng là cái duyên cái nợ nó phải kết thúc để mà đến với chị á thì khác. Còn người ta mà đang còn gia đình, người ta chưa ly dị, người ta đến với chị chỉ có mục đích chính là vì cái thể xác của chị thôi, cái nhan sắc của chị thôi, đúng không? Chứ nếu họ mà yêu thương và muốn sống với chị suốt cả cuộc đời thì họ phải, trước khi đến với chị là họ phải giải quyết cái chuyện gia đình xong hết xuôi hết rồi đó. Nhưng mà cái thời điểm đó có thể là chị vì đang buồn chán và sau đó thì có thể nghe những cái lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này, nhưng mà chị vậy thương ông xã kia của chị lắm. Ông xã kia của chị là ok lắm, ông xã bởi đúng ai không? Cũng hỏi là tại sao ok, mà ai cũng thắc mắc tại sao ok, tại sao hoàn hảo vậy mà chị đi bỏ. Chị cũng nói thật tình là tại cái người phụ nữ như chị là ghen mù quáng, chị chửi mới làm quá người ta quá sức tưởng tượng. Chị ghen. Chứ ông kia rất là ok, vàng dòng. Em nói, chị nói em hả, bước ra đường một cái đi cái đám cưới là để anh chạy cút xe mua cho em cái đầm, cái đôi giày mới nha Út Thủy, để anh có tiền anh mua cho em thêm một bộ nữa, em đeo thành ba bộ xi men nha Út Thủy. Chứ xe mà hết nhớt xe du lịch là còn chưa chịu thay nữa đó, là hy sinh là mua cho vợ. Ông này là bởi vậy chị nói thẳng luôn, ông không bằng một đầu móng chân của thằng kia đâu. Nên là ông sau. Ừ, chị nói thẳng với ông sau. Nhưng mà cái ông trước á, ổng hiểu cái người đàn ông ăn chơi nhưng không bao giờ bỏ vợ. Ổng mới khuyên chị một câu vậy nè. Nhưng mà nhiều lúc chị nghĩ giờ chị nói chị không nghe ai bên ngoài mà chị nghe lời chồng của chị. Ai cũng nói cái mấy cái chú đánh cha mình nói là tôi thấy cô nên chấm dứt mối tình này, mối quan hệ này, chồng cô mới là người thương cô thật lòng thật sự đó. Ông xã chị nói sao em biết không? À, anh nghĩ em nên trả về cho vợ người. Con em sanh thì em nuôi, nhưng mà chị đòi giao con, nhưng ông xã chị không đồng tình. Con em sanh em nuôi, thời buổi giờ ai giao con? Em trả về cho vợ người. Anh dám chắc với em là mai mốt em chết không có cái hòm mà chôn đâu. Cái chị mới nói, ý anh nói vậy là sao? Ý anh nói vậy là nói tôi là kẻ thứ ba giật chồng ta hả? Cái ông xã chị nói là ok, chính xác. Thì đúng mà. Cái okay, này chị, chính xác. Chị bây giờ em nói cho chị này. Ông xã chị nói vậy luôn. Em thử em kêu thằng bồ em á, nó về nó ly dị vợ nó luôn. Nó lên nó sống ở trên nhà em với em luôn. Anh kêu em bằng sư phụ Út Thủy. Tại ở nhà chị có hai chị em gái, ông đó là cứ Út Thủy không à. Yeah. Đó, ừ. Là ý là người đàn ông là không bao giờ ly dị vợ. Tại bởi vì cái ở trên đây là mấy người người ta kiểu cũng như miệng mồm người ta không mấy đó. Ông xã chị ở dưới vậy chứ biết chị trên này như thế nào hết. Ông xã chị nói em thử em kêu thằng bồ em, nó đi về nó ly dị vợ nó, nó lên nó sống với em ở đây luôn. Không, anh kêu bằng sư phụ. Nhưng mà theo như chị cảm nhận là ông xã chị cũ nói đúng không? Đúng, ông này nói đúng. Ông này ổng thương chị. Theo như người ta là ly dị rồi mày muốn làm gì mặt xác, nhưng mà ông này ông sống là vậy. Ông là xã của chị nói quá đúng luôn. Vậy rất là đúng thật, bởi vì em ở đây em chứng kiến rất nhiều trường hợp rồi. Ông xã của chị thương chị, có thể là rất chị thương cũng chị, còn thương ông lắm. Nhưng mà lúc ổng lên tiếng ổng nói cho anh dạy nuôi phụ hai đứa con như Út Thủy thì chị đã mang bụng bầu với ông nội này nhưng rồi. Mà bây giờ thì mọi chuyện đã muộn rồi chị ạ. Có những thứ mất đi rồi mình hối tiếc nhưng mà đã quá muộn rồi. Giờ chị ước gì có người ha, như chị đi làm cực khổ hơn ngày xưa cũng được nữa. Nhưng mà một vợ một chồng nó vẫn hơn. Đúng rồi, một vợ một chồng nuôi dạy các con thì đó là cái điều rất là tuyệt vời chị ạ. Mỗi con người một số phận, có thể rằng là cái tình trạng hôn nhân tình yêu của chị nó rất là long đong và lận đận. Chị, ông xã của chị nói một câu với chị là mình làm người phá vỡ gia can hạnh phúc ạ. Đó cũng là đúng với chị ạ. Nhưng mà thôi bây giờ biết sao đây, cái mọi chuyện nó đã lỡ rồi. Bây giờ chị đôi khi là chị nhìn lại, có thể là chị ân hận và chị hối hận suốt quãng cái thời gian vừa qua. Và cái điều mà hối tiếc nhất của chị là chị đánh mất đi cái người chồng, đúng không? Người chồng đầu tiên là chị hối hận không? Nhưng mà hồi đó sao mình ghen cái gì mà để cho phải mất nhau vậy chị? Chở gái đâu không, chứ không phải chở khách.
nhưng mà ông đi làm là ông nói em có biết sáng mai anh ôm chiếc xe là nặng cái đầu, anh không biết ngày nay được doanh thu được nhiêu đủ nuôi vợ nuôi con, sau này tới khi mà ông chịu hết nổi mà sắp đổ vợ sắp ly hôn rồi ông mới hỏi chuyện câu sao người ta làm ta phụ nuôi hai ba đứa con với chồng ta nổi, em làm anh không thấy tiền em đâu hết Út Thủy. Bởi vì lúc đó có ổng lo chị chỉ chân diện đồ đạc đồ thôi à, mỗi buổi sáng là phải bỏ tiền, không thấy tiền là gọi điện anh bỏ tiền đâu là la làng à. Ổng nói trời ơi hết em rồi tới con, hết con rồi tới em, anh sợ luôn á. Thì anh bỏ đâu trên bàn ông địa em coi ba ấy đâu đó chứ anh mà không bỏ yên với em à. Vậy là lúc đó là thời điểm đó là chồng chị đang làm tài xế. Đúng rồi. Mà tài xế thì chở khách thì phải có cả nam cả nữ, có cả gái cả trai cả già cả trẻ, cái điều đó đúng là rồi. Bình thường mà. Bây giờ nghĩ trời đàn ông giờ chị nghĩ tất cả là muộn rồi, chị nói rằng đàn ông nào mà chả có, mình nó thương vợ thương con nó lo ok. Để lúc đó chị chửi mày chở đĩ chở gái nuôi trời đĩ nuôi gái, ông nói là anh mà có gái hổ thì em không có một phân vàng, em không có một chiếc xe mà đi nữa. Không, ông nghĩ ông nói vậy giờ mình nghĩ là đúng. Chứ nó có, nó chi chát mẹ nó hết, lấy đâu nó mua cho mình. Giờ cũng muộn ha. Em thấy là chồng của chị á, ông sở cũ rất thương chị đấy. Ok. Đúng không ạ? Thương lắm, ổng thương. Thương nhiều. Và tới giờ phút này vẫn còn quan tâm chị, vẫn dặn dò chị. Vẫn sợ rằng là cái người phụ nữ mà mình từng yêu và từng gọi là vợ và có con chung, sợ rằng sẽ đi lầm đường lạc lối và sợ sẽ bị người ta đối xử không tốt, đúng không? Lúc chị ở với cái ông sao này rồi, nhưng mà điện thoại chị hư á, là cách đây 3-4 năm trước á, lúc nói chung là sống với ông này rồi mà chưa có con bé con á, là nói điện thoại hư là ổng có tiền là ổng vẫn mua, ổng có tiền là ổng vẫn mua, vẫn mua vẫn cho, vậy là biết là thương rất nhiều. Thôi mình còn bây giờ á, đôi khi bữa bé này còn ở đây á, cái nó chơi trác lắm. Bà này bà chơi bà trọn lắm. Bà nói bà này điện thoại của mẹ bà làm bởi nữa. Cái bà nó mới nói con kỳ cục nha, bởi giờ nói với ai đừng có nói với ba, ba giờ đâu liên quan gì nữa đâu. Bà này bà nói cắt cớ phải không, bà thử lòng ba bà coi. Vậy là con gái bây giờ là trước kia thì ở với ba, thì sau đó thì về ở với mẹ. Ở với mẹ nhưng mà rất tiếc rằng lại phải chứng kiến toàn bộ cái câu chuyện hàng ngày xảy ra giữa mẹ và một người đàn ông khác là không tốt, cự lộn, có thể là đánh lộn như chị chia sẻ. Chính vì cái điều đó, chị có nghĩ rằng chính vì cái lý do đó, cái hình ảnh mà con mình thấy đó, chứng kiến đó, đành dẫn tới tình trạng bé bỏ đi không? Đúng. Chị có nghĩ không? Tôi nghĩ chính xác là cái vấn đề đó. Vấn đề là trong gia đình, là vợ chồng là này kia, ba mẹ rồi ly hôn, rồi gặp thêm người mới là không quan tâm. Nếu mà người mới này người ta mà tốt, người ta thương chị á, mà người ta thương luôn các con của chị, thì cái điều đó lại khác. Đúng rồi. Diễn biến câu chuyện thì lại đi một hướng khác. Ông xã nói, ông xã cũng chắc cũng biết ông này quậy, nên là mấy lúc chị cũng nói thật với ông kia luôn mà quậy quá trời rồi. Chồng chị mới nói đời mà em, đời mà, ý là nói có nhân thì gieo thì giờ gặt á. Nhân quả đúng không? Chữ ổng đồ này kia giờ gặt này nó chị quậy. Chị có xem một cái video cách đây một thời gian trước, anh em đội hiệp sĩ có đăng tải một người đàn ông 65 tuổi quen và lấy một người con gái 35 tuổi, chị có xem video đó không? Đó cũng là nhân quả đấy chị. Bởi vì trước kia người đàn ông, khi mà người ta còn là cái người phụ nữ đấy là đang còn chồng, nhưng mà cái người đàn ông này là lớn hơn 30 tuổi, y lúc đó thời điểm đó là rất có nhiều tiền, huy hoàng lắm, gọi là điều kiện đầy đủ, và tán tỉnh cô gái này, dùng tiền để tán tỉnh, nói chung là thích cái gì mua cho cái đó. Sau đó thì cái người con gái này là về quyết định bỏ chồng theo người đàn ông đó. Nhưng mà tới giờ phút này thì người đàn ông đó lại nhận cái kết rất là đắng, gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy. Thì cái người phụ nữ kia cũng đã bỏ ông này và đi quen thanh niên khác trẻ hơn. Đó, người đàn ông kia về đây cũng đã... Ông này nói chị là cướp chồng. Chị là bây giờ nghĩ chắc kết thúc chứ không ấy này hoài. Chị đã nói với ông là bây giờ một là anh về anh ly dị đi, hai nữa là con tôi nuôi cho. Ông thấy thế thì ông thương ông ra ông gấp mà không thôi chịu. Như thế này chị, mà không chịu, bây giờ chị không biết sao. Mình cái người đàn ông á, cái người đàn ông á, nếu mà họ mà đối xử không tốt với chị thì em khuyên chị một lần rồi mà. Đến lần đầu có thể là em chưa biết nguyên nhân lý do gì, nhưng mà lần đầu như chị chia sẻ là chị hối hận, chị vì chị ghen mù quáng, chị bỏ đi một người đàn ông rất thương chị, cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà lần sau thì gọi là chị lại gặp một cái cuộc tình lại không như ý muốn, toàn là đau thương, đúng không ạ? Thì bây giờ em góp ý nhá, em góp ý thôi. Em tin rằng là tất cả mọi người trong gia đình của chị đều góp ý giống như em.
là nên chấm dứt với người đàn ông sau đi, đúng không ạ? Mẹ chị có góp ý với chị như vậy không? Đúng, cha cũng gây bỏ không đồng tình. Tất cả mọi người, con trai của chị có nói như vậy không? Có luôn. Bà giờ bà nghỉ bữa nằm giọng, chị thì ngồi đó. Mẹ ơi, giờ bà nghỉ bà đeo đuổi ông này hoài hả? Có nói một câu vậy. Tại vì chị nghĩ sao thằng này nó không nói gì hết trơn, nó đạm tính, nó giống ba, nó không nói, nhưng mà nói ra một cái là kiếm mà nghe. Giờ người ta có tuổi rồi, giờ đi quen như ông nào không có gia đình, chết vợ hay này kia làm bạn rồi kia, còn ông này có vợ rồi mà không có tiền nữa, giờ quen để làm cái gì, mang tiếng quen hoài. Nhiều khi chị nói thằng này nó lớn, mai chiều gì không lẽ bạn gái vô cái nói mẹ mày đi quen với chồng ta, chị cũng phải kết thúc với ông này thôi. Đúng rồi. Nhiều khi chị nghĩ trong cái đầu chị như vậy đó. Đúng ra là kết thúc từ lâu rồi. Đúng chị. Đúng rồi. Từ lúc thì, mới thì quen. Thì ông này ông nói nè, ông nói mày mà có thương biết thương gì, nói tôi không thương mà tôi theo ông hoài, con giáp thứ 13, nhiều khi tôi ra đường bạn bè mấy chị em phụ nữ nhìn tôi cái như là họ nói thái độ chứ, họ nói nhưng chị là con giáp thứ 13. Tôi cũng đâu có nói gì đâu, tôi cũng chấp nhận á. Ông đáng lý là cái này là ông phải thương tôi nhiều đó, đúng không? Chứ không lẽ giờ tôi người ta la lên, người ta nói u nhỏ đó giật chồng hay mày lấy chồng ta, nhưng mà nhìn ánh mắt hay nhiều khi nói tiểu tạm này kia là tôi cũng nghe tôi tự ái rồi, tôi cũng nghe tôi ấy rồi. Nhưng mà cái này nếu mà họ mà có nói như vậy thì cũng đúng chị. Thì cũng đúng mà. Đúng. Thì giờ nếu như cái miệng, nhưng tùy theo cái miệng của người ta, người ta có nói thì mình cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà người ta y như là người ta tôn trọng, người ta không nói thì mình cũng cảm ơn. Họ có thể là họ không nói trước mặt chị. Đúng. Nhưng mà đúng. Họ sẽ lấy thì câu chuyện của chị đúng để mà nhiều lắm. Chị sau lưng họ bàn tán. Nhiều lắm. Đúng không chị? Bây giờ vợ ổng chơi mướn cái nhà đối diện bán nước mía dưới cổng xưởng hộp điều chị luôn mà. Hôm nay ra vô hai bà gặp mặt nhau mà. À vậy hả? Ừ. Vậy là trước kia quen, khi mà chồng của cái chị đó quen chị là chị kia ông biết hả? Biết. Biết hả? Bà biết. Mới đầu thì bà không biết, sau này bà tìm hiểu, bà biết nhà, bà biết có con, thì bà biết tất cả. Chị cứ tưởng tượng như thế này này, nếu giả sử bây giờ em hỏi thật chị nhá, cái này là mình đang tâm sự thôi. Giả sử chị là cái người vợ kia thì chị sẽ xử lý như thế nào? Chị hả? Nếu mà chị trong cái hoàn cảnh của người vợ ai kia, ai cũng biết tính chị, mấy chị mà bạn làm chung mà mấy bà thương chị, mấy bà nói như gặp em là em quýnh ta từ lâu rồi. Đúng không? Đúng. Ừ. Không bao giờ mà gặp em là em quýnh ta từ lâu rồi, chị thấy nhỏ này nó làm sao hoặc là nó hiền đó, chứ gặp em là đúng em nhảy đóng em la làng rồi. Chứ sao nữa, bây giờ đùng cái tự dưng có người phụ nữ khác nhảy chân vào phá vỡ hạnh phúc của người khác, ra can người khác, thì cái người phụ nữ kia thì người ta phải ấy lên để người ta bảo vệ cái hạnh phúc, đúng không ạ? Gặp chị cũng vậy thôi, và gặp tất cả mọi người, người ta cũng sẽ làm vậy có, thôi. Để chị hỏi em về thử coi, có ngày nọ ảnh hẹn bả ra quán cà phê, mà chị cứ chửi ổng là mày kêu nó ra để đánh tao mà. Mày biết cái con vợ lớn với cái con vợ bé là đối phương kỳ phùng địch thủ, mà tại sao mày làm vậy, 7-8 năm nay mày không làm vậy, sau nay mày làm vậy. Thì ổng mới nói với chị là kêu ra để nói là tôi không sống chung với nó nữa, để bà tin, để bà ghen, mà chị không biết cái đó để bà lớn cái lý do gì. Thì chị mới tâm sự với chồng chị luôn. Chồng chị nói rồi em có bước vô không, nói không ngu hồi bước vô. Cái chồng chị nói ừ ok, em cũng biết khôn á. Vậy là chồng cũ của chị thật sự rất thương và quan tâm chị. Vậy hả? Thật mà. Ông thả cái số 1 là ông nói khôn, em cũng không vô. Chị tiếc nuối lắm đúng không? Ý là vô là sẽ đập đó. Nhưng mà chị thì biết đâu được nó sẽ đập mình sao, tại vì ở với chồng nó lâu rồi mà. Thì hai người này hẹn ra không biết cái ông này là có ý gì, mà mẹ chị chửi là dòng khư ngu. Ủa mẹ mày, nó kêu mày ra đừng cho nó, cho vợ nó quýnh mày, nó ra đừng biết chứng kiến vợ nó với nó còn qua lại với nhau, tại sao mày ngu. Mẹ chị giờ 70 tuổi đi bán vé số cực khổ. Trời lắm đất em ơi. Ơi mà bà nói là tao nói mày bỏ là bỏ suốt cuộc đời, tao khổ với cha mày rồi, giờ tao thấy mày là giống y như nhưng tao mà, không có được. Nhưng mà tại sao trước kia từ anh rể cho tới ba mẹ mọi người thân trong gia đình đều khuyên ngăn chị, sao chị không dừng lại từ đầu đi cho đỡ khổ? Dừng lại từ đầu là đỡ khổ bản thân rồi. Nói nghe chị cũng thương ổng. Thương ở cái điểm nữa. Gì? Thương ở điểm gì? Ban đầu chị thương ở điểm gì? Em nói thật đấy. Ý là lúc đầu ấy. Ông mới lúc đầu thì nó chưa có những cái xấu của ổng lầu ra. Ông nói chuyện ngọt không? Ừ, nói ngọt chuyện đó mà. Ngọt rồi, quan tâm không? Rồi quan tâm rồi này kia, nói chung là cũng ok. Được lâu không thì lòi ra chị. Sau này 3 năm sau là lòi ra. Là lòi ra những cái hối hư tật xấu, nhậu thì một cây luôn, thời gian rảnh rỗi đó. Cán bộ mà làm trong tỉnh rồi. Đội của Bình Dương đó, bộ chỉ huy đó. Dạ. Rảnh rỗi là đi ăn nhậu. Ăn nhậu rồi ra. Tỉnh là kêu ra là đâu dám vô. Mà vậy là chị, nó ra. Trong cái thời gian 3 năm đấy á, là có đối xử tốt với con nhà mình không lúc ban đầu á?
Lúc ban đầu hả? Lúc ban đầu thì được, lúc ban đầu thì tại con bé này nó cũng ở dưới rồi, thì ra là chỉ có thằng trai thôi, cũng ok. Vậy là từ khi cũng mà cho tiền này kia từ rồi. Khi mà con về là con mới chứng kiến được cái cảnh mà đúng rồi, từ khi mà con bé này nó về là ổng lại ăn nhậu rồi này kia, rồi tìm ra quậy rồi này kia, là con bé này nó bắt đầu là nó chứng kiến. Còn cái thằng lớn chị thì nó vẫn làm lắm, nó giờ có giết đổ máu nó cũng chẳng có ấy đâu. Thằng nó ngồi như là bất động, y như là thầy mà ngồi thiền vậy. Nó rằm nào mùa bờ, rồi cuối tháng nào cũng ăn chay, một tháng nào cũng ăn chay là 4 ngày. Có thể là con trai của chị rất khổ tâm đấy. Em nói thật mà, chứng kiến cái cảnh mẹ bị đối xử như vậy, con trai của chị cũng khuyên ngăn chị nhưng mà chị không nghe. Thì con trai của chị rất buồn đấy. Và đặc biệt rằng bé nhà mình này, thương, chị thương bé ngay nhỏ này thì chị thương ít, nhưng mà chị không nói, đúng là nó cũng hiểu được mình không quan tâm nó nhiều, nó thương anh hai chứ chị bây giờ chị cứ tính đi, bây giờ cả bây giờ ba mẹ vợ chồng mà ly dị, đường ai nấy đi và mỗi người có cuộc sống riêng và có hạnh phúc mới, chị biết tội nhất là ai không? Con. Các con là người tội nhất chị ạ. Chị có thể lấy người đàn ông sau có thể hạnh phúc, và chồng của chị có thể lấy người phụ nữ sau có thể hạnh phúc. Nó khôn, cái ông này khôn. Ông nói là lúc đó ông kêu ly dị chồng đi, ông lo cho sau này ly dị con mình. Ông thì cũng khôn, không ly hôn, ông muốn giữ kia cho trời con cái ông ơi. Ấy. Ừ, thấy thằng này nó khôn, còn mình thì nó kêu mình như vậy. Vậy là chị và người đàn ông này quen từ khi mà chị còn đang còn chồng chưa ly dị hả? Không, hay là ly ý rồi? Là lúc đó là mới bắt đầu là ly dị đó. Hay là chính là người đàn ông này làm ảnh hưởng tới hôn nhân của chị ban đầu không? Không, không. Không phải hả? Không, chị là ghen tuông mù quán này kia mù rồi quán ông à? Kia riết rồi không có tình cảm nữa, chứ không phải là ông này vô là Thôi mình quay lại vấn đề chính về con nhà mình ha. Con nhà mình thật sự rất khổ tâm. Kể cả bé cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi được học hành, tuổi được cha mẹ quan tâm. Nhưng mà rất lấy làm tiếc thì hai vợ chồng anh chị thì gọi là đường ai nấy đi, mỗi người đều có một cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Nhưng tội nhất vẫn là các con. Tất cả các video về đây vợ chồng không ở được với nhau, em đều có chia sẻ rằng là tội nhất vẫn là những đứa trẻ. Những đứa trẻ nó vô tội, nó cần trong cái độ tuổi mà đang phát triển, dưới tuổi vị thành niên, nó cần cái sự yêu thương đầy đủ của cha và mẹ, cái sự quan tâm, cái sự lo lắng. Nhưng một khi gia đình đã gọi là ba mẹ hôn nhân không hạnh phúc thì thiếu thốn đi tất cả các tình cảm. Đặc biệt rằng là nếu mà sau khi ly hôn ba mẹ mà vẫn quan tâm lo lắng thì đỡ đi phần nào, còn mỗi người đều lo cuộc sống riêng mà không quan tâm thì bé chịu cái tổn thương tinh thần nhiều lắm. Trong câu chuyện nhà mình cái này là không có trách bé được chị ạ, không trách con nhà mình được. Có thể là con nhà mình chịu nhiều cái nỗi đau. Không thì chị đâu trách. Dạ, trách chịu chị chứ. Dạ, chịu nhiều cái nỗi đau, bé nó phải chứng kiến cái cảnh mà mẹ mình bị người đàn ông khác đối xử không tốt. Rồi có thể bé đi ra ngoài, bé gặp bạn bè, bạn bè có thể nói lời qua tiếng lại, dẫn tới cái tình trạng bé chán, bé bỏ nhà đi. Thật sự đó là những câu chuyện mà rất buồn. Bây giờ chị đang sợ nhất con nhà mình sẽ gặp điều gì đây? Chị sợ nó, thay vì chị sợ vấn đề về hút chích này kia tầm bậy tầm bạ. Chắc là không có đâu. Có thể là bé buồn gia đình, bé thấy như vậy nên mà bé tuổi của bé tuổi đang lớn mà. Mấy lúc chị cũng nói mẹ đã khổ rồi, con nhìn mẹ đi rồi con ấy, con đừng có đi rồi mốt con đem bụng bầu về cho mẹ nuôi, mẹ nuôi không có nổi đâu, giờ mẹ còn khổ tâm lắm, mẹ nặng lo lắm. Nó nói mẹ khùng quá rồi này kia. Bây giờ chị sợ, nói chung là cái vấn đề đó con mình dạy, buổi dạy thì ráng chịu đòn, con mình dạy thì mình chấp nhận. Còn chị sợ những cái vấn đề khác như là hút chích này kia vô cái con đường đó rồi là chỉ có. Vậy là 4 tháng trời nay là không có liên lạc được với con hả? Có, nó cần thì nó điện, cần Instagram này kia, có khi nó đăng hình trên Facebook rồi đó. Có thể là ngày nay nói mặt nó bị vậy là nó không thấy nó đăng. Có thể là con gái của chị giận hờn chị đấy. Đúng rồi. Giận hờn, không muốn về. Chị nói là chị mệt khó thở nè, rồi con đi về đi để mẹ chết đó. Cái nói không còn thở hả, nói vậy khó thở hả, vậy là chết hả, vậy là không còn nữa hả, nó nói vậy. Nó nói con nói vậy là sao, ý con muốn mẹ chết hả, rồi cái làm phinh, nói chung là muốn trả lời lúc nào trả, nghe lúc nào nghe, rồi mấy giờ là thôi. Chị, cái sự việc mà con gái nhà mình đi như vậy mình có báo cơ quan chức năng công an chưa chị?
Dạ chưa. Chưa ha, bé 16 tuổi mà, trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang được quan tâm, đang được bảo vệ của gia đình và xã hội. Nên mà chị về, nếu mà chưa tìm được bé, chị cứ trình báo cơ quan chức năng để nhờ bên cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình nhà mình nhá. Chuyển lên công an. Dạ, sợ rằng là bé đi ra ngoài có thể là bị những đối tượng xấu dụ dỗ, cám dỗ, rồi ép buộc bé làm những công việc không tốt, vi phạm pháp luật đó chị ạ. Thật sự đó là cái điều mà tất cả các bậc phụ huynh rất lo lắng. Và câu chuyện của nhà mình thì thật sự câu chuyện của chị có thể đăng lên thì chị sẽ bị chỉ trích rất nhiều đấy. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Không, chị là giờ con chị là quan trọng. Còn cái vấn đề đó em nói thôi, chị chẳng sợ gì hết. Gọi là bây giờ mình biết sai mà sửa và biết mình dừng. Đúng rồi, mình có lỗi mình chịu thôi. Giờ mặc kệ xã hội, miệng đời ta cũng nói. Hôm nay chị về đây á, thì chị có bàn bạc trước với lại tất cả mọi người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ, ba mẹ của chị chưa? Chị có nói với ba chị. Và con của chị chưa? Thì... con trai chị chưa? Con trai thì hôm nay nó mới về, nó đi quân sự ở bên 550 á. Rồi. Chị nói thì ba mẹ chị có ý kiến góp ý gì với chị, có động viên chị là nên đi tìm không? Cha chị nói là ừ, ta thấy vậy ấy, chứ nhỏ này là bây giờ có mấy sự kích động của mấy nhỏ kia là không về đâu. Tức là ông bà ngoại và mọi người trong gia đình rất lo lắng cho bé, rất sợ bé đi ra bên ngoài sẽ bị những lời ngon tiếng ngọt cám dỗ và sẽ chơi với những cái bạn không tốt, đúng không ạ? Thật sự rất thương bé, câu chuyện nhà mình em rất thương bé đấy. Bởi vì bé nói đi nói lại mà cứ nói vào sâu thì cũng không tốt. Nhưng mà nói chung tóm lại là em rất là thương bé, bởi vì bé có thể sống những cái ngày tháng qua, bé chịu nhiều tổn thương về tinh thần. Thật sự rất nhiều tổn thương về tinh thần. Bởi vì một đứa trẻ đang độ tuổi ăn tuổi học mà gặp một cái chuyện như vậy thì rất dễ bị sa ngã lắm. Có thể là ra ngoài gặp các bạn nói lời ra tiếng vào dẫn tới tình trạng bé chán. Người ta nói mẹ mày thì vậy, rồi chẳng hạn, đúng rồi, ba mày vậy, rồi gia đình vậy, rồi người ta tác động vào về làm gì ở đây với dẫn tới cái tình trạng tinh thần của bé không được được lạc quan cho lắm đó. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con của mình đi, nói với con là con về đi, mẹ sẽ thay đổi tất cả và mẹ sẽ thương con cũng như anh hai. Mẹ thương ai cũng là con của mẹ, mẹ thương đều bằng nhau hết. Mẹ sẽ chấm dứt với cái người đàn ông kia để mẹ lo cho gia đình, lo cho các con được tới nơi tới chốn. Chị nói đi. Hoàng ơi, con về đi. Mẹ rất là thương con. Về đi rồi mẹ cũng thương anh hai và con với thương em. Nói chung là ai mẹ cũng thương hết. Mẹ không có bỏ con. Về đi rồi mẹ sẽ chấm dứt với ba của bé, rồi mẹ lo cho con. Mẹ đi làm, mẹ kiếm tiền, mẹ lo cho con học để có cái nghề. Để con đi vậy mẹ buồn đó, mẹ bệnh mẹ không có làm ăn gì được, có tiền đâu nuôi con với anh hai với em. Chị thấy khổ không? Bây giờ còn bé nhỏ nữa. Bây giờ bé nhỏ mà lại cha lại là chồng của người khác, khổ chưa? Giờ bé nhỏ được nhiêu tuổi rồi? Bé nhỏ sau bé nhỏ này 3 tuổi thì 3 tuổi đó, trai gái chị. Mà nó cũng gây lộn hoài, nghĩ qua nghĩ kia về cái nó nói ba chữ mẹ kìa, mẹ chữ ba kìa. Quậy nói ba mày hôm nay đâu đây ấy, chữ ngoài đường kìa. 3 tuổi hả? Giờ nó biết luôn, chữ ngoài đường trời luôn. Trời đất ơi, 3 tuổi mà lanh lẹ vậy hả? Là lắm. Trai gái. Nhỏ này chị, em biết sao không? Bởi vậy thằng anh hai nó nói bà tính móc phá nó phải không? Đó bây giờ nó đào thai lên, nó thông minh cực kỳ lắm. Nói ra gì là nó biết mấy, nói ra gì là nó biết mấy. Rồi bây giờ chị ai cũng không ai tin nó là 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi. Ba chưa tuổi. Được 3 tuổi nữa. 3 tuổi mà nói ba với mẹ phá hả? Ba Phương, chữ lộn kìa. Ba nó trở về nội nó rồi nó nói nhà ba dơ quá. Nhà ba hay ghê quá. Gì cũng biết. Vậy bây giờ là chị có đi làm được có kinh tế để nuôi các con không? Thì chị đi làm thì mức lương cũng 7 triệu à. Thì vừa mẹ chị đi bán cái số phụ nữa. Là mẹ của chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 mà phải lăn lộn. Ngày kia bà nói nghe tội. Chị thấy thương không? Tao phụ mày nuôi đen 1-2 năm nữa rồi tao chết cũng được. Trời đất ơi. Nay cái lưng bà nhức lắm. Nay cái lưng bà đau. 70 tuổi. Hôm nay em thấy trời nắng nè. Đi xe đạp cờ ở ngoài. Bây giờ kêu bà nghỉ bà đâu chịu, tại bà thấy mình khổ á. Bây giờ bà chửi chị cũng chịu chị, luôn chị, chứ chị đâu trả lời. Chị là được mấy anh bà chị nói, em? Bà nói nếu mày mà không đẻ ra thì tao đâu có cực khổ gì. Có 2 chị em gái à. Chị thì có điều kiện hơn. Chị chắc chắn khôn hơn chị. Đúng rồi, khôn, đúng bà chưa? Khôn lắm.
nhưng bà không có học nhưng mà bà khôn lắm. Mỗi người một số phận. Nhưng mà chị đi sai đường rồi, em nói thật. Kêu tao nói bỏ là bỏ mày mươi rồi. Giờ cứ anh rể chị với chị gái nói chị mươi trai. Rồi mẹ chị cũng bị chửi mươi trai, nói chung là mẹ chị cũng khổ tâm. Tại vì ba chị là cũng chả làm gì phụ mẹ chị hết. Cho nên là chị với mẹ chị là khổ tâm, bị đằng, bị chửi. Nói là giờ toàn là được phụ nữ lo ngược lại không à. Mẹ chị là người khổ tâm lắm á, em nói thật. Bởi vì có thể là mẹ của chị lặn lội đi bán vé số từng đồng từng cắc, nhưng mà ra ngoài sẽ gặp những người làng xóm, những người mà biết câu chuyện của chị, họ bàn tán nên mẹ chị rất là người khổ tâm. Em nói thật lòng đấy. Bây giờ tuổi 70 rồi, tuổi này đúng ra là đang ở nhà để mà dưỡng già, được con cái phụng dưỡng, chỉ ẩm cháu ngoại, chăm cháu ngoại hoặc là cháu nội cho vui thôi. Chị bây giờ bữa hổm bà kia gọi điện thì gặp mặt để nói chuyện, nhưng mà còn bây giờ người ta thì người ta dễ, tại mình ở với chồng người ta là vợ có hôn thân thú thì nó dễ. Còn mình giờ mình để mà đi như là chị vậy, chị nghĩ không biết cách sao để tìm cách để im đẹp, để nói chuyện với bả là bây giờ em chấp nhận nuôi con, ảnh thì quay về với chị tha thứ cho ảnh đi, mà không biết mình làm sao để mà mình nói. Khổ thế chứ. Tại vì giờ mình nhào vô thì đương nhiên người ta có cái ấy rồi, nó nhỏ này cướp chồng giật chồng. Mình sai rồi. Quýnh. Mình không biết để làm sao mà để ngồi đó quán cà phê hay gì đó, mình nói thôi bây giờ em biết em sai rồi, thôi bây giờ chị tha thứ. Bây giờ chị có muốn nói trên video này không? Hả? Chị có muốn nói trên cái video này gửi tới cái người phụ nữ đó không? Bởi vì em hy vọng rằng người ta cũng hoan hỷ để người ta bỏ qua cho chị. Bởi vì dù gì thì... Nhưng bà này nhiều lúc mình nghĩ là như bản thân chị cũng vậy, chị nóng tính, nhưng mà đôi lúc mình nói với người ta cũng có thể là hạ mình xuống. Tại vì ông này là ổng tham. Ổng tham, chị thấy là như ổng cũng còn thương bên kia, ổng nhiều khi ổng cũng khổ tâm, ổng suy nghĩ giờ bỏ bên đây thì cũng không đành. Tại mấy chị kia cũng có nói, mấy chị bạn cũng có nói vậy. Thì giờ mày kêu người ta làm sao ly vậy, giờ ở với em cũng có mặt con, ở bên kia cũng có mặt con, nói chung là nó cũng khổ tâm. Mẹ chị cũng cảm thông cho ông này lắm, thấy cũng tội. Bây giờ mày chữ nó thì thấy cũng tội, nó cũng khó, khổ tâm lắm, nó khó giải quyết lắm. Giờ đằng nào cũng có con. Mà bây giờ như chị thấy cái người, em thấy cái người phụ nữ kia vẫn hiền đấy. Hiền hả? Đúng rồi. Tại vì bà là không phải, chị nghĩ hiền nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì bà đang làm thiếu tá công an, bà làm cấp bậc nhà nước, cho nên làm ra thì chị sẽ chơi lại thư bà. Thôi cái này cho này, nên là bà chị... không quá ấy, chứ không phải là hiền đâu. Những cái chuyện mà không có người phụ nữ nào hiền đâu em. Những cái chuyện mà công việc của người ta thôi mình không có nói tới nha. Bởi vì cái này là những cái tế nhị mình không có nói tới trong cái video này. Nói tới không có tốt. Cái này là sai, em nói thật luôn. Sai là sai ở chị ấy, chứ không phải là mình trách móc người ta đâu nhá. Tới giờ phút này chị phải nhìn nhận được vấn đề. Sai là sai ở chị, em nói thật mà. Chị có công nhận với em không? Sai là ở mình. Tại vì mình quen chồng người ta, người chồng người ta chưa có ly dị vợ con mà mình quen, là mình phá vỡ gia can hạnh phúc người ta, đúng chưa? Là mình sai. Nhưng mà cái người phụ nữ kia có thể là rất là hiền. Nếu mà gặp những người phụ nữ khác thì họ không để cho chị từ lúc đầu để mà chị có cơ hội, để mà chị có con đâu nhá. Thôi thì mọi chuyện nó đã lỡ rồi, thì mình bây giờ mình ai cũng có lúc mắc sai lầm hết. Mình biết sai mà sửa, mình tìm một cái cách nào đó tình cảm nhất để mình nói chuyện. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi thì cũng có bé rồi, như thế nào đó thôi. Bây giờ mình chấm dứt hết tất cả mối quan hệ như của chị và người đàn ông đó. Bây giờ chị không biết nói ổng sao, ổng cứ lảng vảng hoài. Bây giờ nhà chị đó không lẽ giờ chị đi ở trọ, hay là chị dọn đi nào chỗ nào xa xứ, chị né tránh ổng. Cái chỗ đó là công việc của chị mà, chị làm chị kiếm tiền nuôi con mà. Còn nếu mà bây giờ mà chị nghĩ là đối diện vậy nó ngại, hết sức ngại, ngại kỳ cục, quá kỳ cục. Mình không biết nói như thế nào. Có mấy đứa mỗi lần nó ghét chị, cái nó nói tao mày như vợ hồi đó, tao nói mày khỏi cấp tiền cho mày, thấy nó chơi chị heo. Mà bây giờ nó đem chỗ đó trước mắt, nó rất là ngại. Mà bây giờ chị nói chị nghỉ đi chỗ khác thì là chị làm, chị bệnh hoạn, chị có cái bệnh rồi vô công ty này khi em thấy tăng ca rồi bỏ bê con gái mình sao được. Có cái chỗ này là nó nhàn mà nó vừa dễ nghỉ, nó vừa gần nhà, nói chung là nó rất là tiện thôi. Chị giờ mình ra vô mình ngại mà mình không có biết làm cách. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay là 39 tuổi. 39 đang còn trẻ, cuộc đời đang còn phơi phới mà. Còn bà đó thì sinh năm 80. Lớn hơn chị mấy tuổi. Giờ nói làm sao giờ? Thì chị về bây giờ cái chuyện này thì lãng vãng mà có rượu lại lên kêu người ta kêu chị ra.
chị không ra. Cái chuyện này chị phải chấm dứt càng sớm càng tốt, tránh các trường hợp là sau này sẽ xảy ra nhiều cái chuyện đáng tiếc hơn nữa. Chị về chị phải tìm đủ mọi cách để chị chấm dứt. Bởi vì cái này là về tình và về lý, về tình cảm, về lý, không có ai chấp nhận cái chuyện này hết. Tất cả mọi người không có ai mà chấp nhận trong một cái chuyện của chị hết. Nên mà chị về phải, chị làm sao thì làm, chị phải chấm dứt, chị phải nói chuyện rõ ràng, tránh các trường hợp sau này xảy ra những cái chuyện không vui vẻ và rất là đáng tiếc chị ạ. Hôm nay thì em tâm sự với chị là bằng những cái điều gì em hiểu biết, và em nói chuyện với chị có thể là những cái điều mà khiến chị không vui thì chị cũng phải chấp nhận thôi. Không, không sao. Chị về chị là về chị chấp nhận mà. Chị đâu có nói gì đâu. Chị đâu có trách người ta. Hôm nay về đây là mình về đây là vấn đề chính là tìm con. Nhưng mà cái nguyên nhân dẫn tới con bỏ đi là cái chuyện của chị, cái tình cảm của chị dành cho người ta. Chính vì cái điều đó nên con nhà mình mới bỏ đi. Thì em hy vọng rằng là con gái của chị xem được video này sẽ hiểu được chị và tha thứ. Nó là nó kêu chị bỏ ông này và tha thứ cho chị để mà quay trở về đoàn tụ với gia đình. Hy vọng bé sẽ suy nghĩ lại, dù gì, dù cha như thế nào vẫn là cha, dù mẹ ra sao vẫn là mẹ, vẫn là đấng sinh thành, vẫn là người sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn. Thì mong rằng bé 16 tuổi rồi cũng hiểu biết, suy nghĩ lại để mà về. Bởi vì mẹ có thể trước kia thì mẹ lầm đường lạc bước, nhưng tới giờ phút này thì mẹ tỉnh rồi, mẹ thức tỉnh, mẹ biết đâu là đúng đâu là sai, để mẹ quay đâu là bờ rồi. Thì mong rằng bé cũng phải hiểu được và thương mẹ nhiều hơn để mà quay trở về để đoàn tụ, tránh các trường hợp là bé dễ bị kích động, cũng như là cái chuyện của gia đình dẫn tới tình trạng bé sập bẫy những đối tượng xấu. Thì cái điều đó rất là đáng tiếc chị ạ. Thôi chị còn điều nào chị chia sẻ nữa? Giờ là chị nghĩ là cũng còn kịp nè, chứ mà chừng ấy nữa chắc cũng không kịp quá. Không kịp là không kịp cái gì đây? Bây giờ dạng như nó bị ấy vậy đó, mình sợ như mình bỏ thời gian tìm kiếm mà không. Vậy là trong quá trình là mấy tháng nay gia đình nhà mình có đi tìm bé không? Đi tìm mà chị nghĩ làm, chị đi tìm mà tìm những nơi không thấy ha. Không thấy. Hôm nay là chị cũng rất dũng cảm đấy. Chị rất bản lĩnh, về đây chị mới chia sẻ những cái câu chuyện đời tư của chị. Nếu mà một người phụ nữ khác họ mà không muốn nói thì họ giấu hết rồi. Nhưng mà chị rất là thật thà ha. Chị thật thà và chị dũng cảm, chị dám nói những cái điều mà chị đi không đúng. Chị dám nhận sai trước cộng đồng mạng và chị dám chia sẻ cái câu chuyện đời tư của chị lên khắp các trang mạng xã hội. Thì em nghĩ rằng là chị là rất là thật thà. Chị có sao chị nói vậy đúng không ạ? Nhưng mà chị suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ những cái câu chuyện chị chia sẻ lên trên mạng xã hội là chị suy nghĩ kỹ chưa? Và chị có đồng ý và có muốn anh em chia sẻ câu chuyện này lên khắp các trang mạng xã hội không? Đúng, tôi đồng ý. Tức là chị suy nghĩ kỹ rồi đúng không ạ? Em phải nhắc đi nhắc lại cho chị nhé. Bởi vì khi mà đăng tải lên á, chị có thể là bị chỉ trích rất là nhiều. Nên mà chị phải cân nhắc cho kỹ trước khi đăng là chị có muốn đăng hay không. Mà cái đó bây giờ sao ta? Tại vì nhiều khi nó đăng lên là nó sẽ thấy nè. Rồi thằng con trai nó đang học đại học nữa, nó sẽ thấy, nó nói chị như vậy nữa là sao ta? Bởi vì bây giờ chị phải suy nghĩ trước là ở nhà như thế nào. Và chị phải hôm nay này, chị con. Ví dụ chị về đây này, cái việc quan trọng nhất của chị là gì? Thì chị tìm con. Và tất cả mọi người ở trong xóm là biết hết câu chuyện của chị chưa? Biết là chị quen với ông đó như vậy. Biết hết rồi đúng không? Có lời gièm pha tiếng vào không? Có chứ. Có. Thì làm gì người ta không nói, nhưng mà chẳng qua người ta nói sau lưng mình thôi. Nhưng mà bây giờ là chị phải đối diện với sự thật thôi chị. Nhưng mà chị là chị chẳng có sợ lên mạng, nhưng mà giờ nếu mà lên mạng thì sợ con bé này nó mà nó thấy đăng tải lên là nó sẽ buồn nữa. Nó nói mẹ này bà làm cái gì kỳ, nó sẽ buồn với thằng con trai chị thôi. Chứ còn đối với riêng bản thân chị thì chị chẳng sợ gì hết á. Nếu mà lên được vậy thì càng tốt, để cho ông này và cái bà kia ấy, rồi ông này ổng xa nó, ổng là càng tốt thôi chứ cũng chẳng có gì chị phải sợ. Chị có điều nào chị muốn nhắn gửi tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, là qua cái sự việc của chị là những cái người phụ nữ khác á, bởi vì trong xã hội cũng có người này người kia, thì chị có điều nào khuyên các chị em phụ nữ mà hôn nhân tình trạng giống như chị, tránh các trường hợp là bị như chị không? Chị có lời nào chị chia sẻ không?
là đừng giống như chị không? Chị nghĩ không. Không cái hả? Đó là khổ thật. Hy vọng rằng là con gái xem được video này, thấy mẹ con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ của Thanh Hải đi tìm con, thì con đang ở đâu đó. Con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ, với gia đình. Có thể là trong thời gian vừa qua bản thân con chịu rất nhiều tổn thương. Con có thể con suy nghĩ là mẹ thương anh hai cũng như thương em, không thương con. Nhưng mà đó không phải đâu con gái ơi. Chú khuyên rằng là con phải hiểu cho mẹ. Tới giờ phút này thì mẹ cũng đã nói hết những cái điều thật lòng mẹ muốn nói bao lâu nay rồi. Thì con về đi, mẹ sẽ thương đều các con hết, con nào cũng là con. Cho dù sau này em của con mới 3 tuổi mà mẹ với người đàn ông khác đó, mẹ vẫn thương, vẫn đối xử là bằng nhau hết. Bởi vì đều là mẹ sinh ra mà. Nên mà mong con gái xem được, cảm nhận được cái tình yêu thương của mẹ để mà sớm quay trở về nha con gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy được bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như khuyên bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và rất mong rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được video này cũng thông cảm cho chị và cũng hiểu cho chị. Thì tới giờ phút này chị cũng biết cái sai của chị nhận ra rồi và chị hối lỗi rồi. Thì cũng mong rằng tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng hãy giúp chị sớm tìm được bé, bởi vì bây giờ không riêng gì gia đình mà tất cả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải rất lo lắng cho bé. Có thể là thời gian vừa qua bé gặp những cái điều không hay nên dẫn tới tình trạng bé bỏ đi. Thì rất mong cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa, hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé. Chị bây giờ chị còn điều nào chị nói nữa không? Bây giờ ý của chị là sao, là chị có muốn anh em đăng video này đây không? Đó cho chị suy nghĩ đó. Anh em ở đây là giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí hết chị nhé. Cái vấn đề đó chị không biết. Và chị đang phân vân là đăng lên thì tìm bé thôi, còn cái vấn đề của chị là khỏi đăng được không? Cái một cái video này nói chuyện từ đầu tới cuối. Đúng rồi chị ạ, nên mà chị cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thì anh em sẽ làm theo ý của chị đó. Bởi vì anh em ở đây giúp đỡ là trên cái tinh thần là mọi người cần thì anh em giúp. Nhá, còn chị cần thì anh em giúp. Chị muốn thì anh em sẽ đăng, còn chị không muốn thì anh em sẽ không đăng nhá. Tránh các trường hợp sau này là khi mà là anh em giúp xong rồi thì lại về đây là nói này nói kia thì anh em không nếu thích mà cái không điều đăng đó. Thì sao tìm bé này được? Thì đó là tùy chị thôi, tùy ý của chị. Dạ. Chị cứ suy nghĩ cho kỹ đi nhá. Tránh các trường hợp mà chị về nhà rồi chị lại suy nghĩ lại, chị lại phải lăn tăn nhá. Rồi chị cứ ngồi chị suy nghĩ đi. Rồi chị cứ hỏi ý kiến người thân chị đi. Chị muốn hỏi thôi. Để chị hỏi ý kiến của thằng cu đen đi. Điện thoại này đang ghi hình rồi chị. Hỏi ý kiến sao? Tốt nhất là chị nên hỏi tất cả ý kiến mọi người thân trong gia đình. Đó là em nói thật. Chị phải hỏi đi. Chị phải trước khi về đây á, chị phải tham khảo ý kiến nhá. Chị nên hỏi con trai của chị. Phải tôn trọng con này chị ạ, xem con như thế nào. Rồi, thằng đó nó ấy rồi, nó làm ghê lắm. Chị gọi cho con trai chị đi. Ủa em biết ấy cái wifi anh chảnh chị. Sao ông ta muốn làm? Khổ quá, máy anh em lại đang ghi hình rồi, đâu có rảnh máy nào đâu. Chị để chị lên trên được không? Chị lên trên chị ấy trên. Để ở đây wifi nó không vô mà điện thoại thì hết tiền. Ở đây xa quá wifi nó không vô. Mạng không có hả chị? Ừ, mạng nó không vô nổi nè. Nó xa. Rồi bây giờ để em cho cái bạn này lên lấy cái nhờ cái máy ở trên kia của anh em độ xuống cho chị gọi. Lên lấy dùng cái máy. Trước khi về đây chị có nói với ba mẹ rồi đúng không? Ừ. Có mời con trai chưa nói đúng không? Có, sao mình hôm nay nó bắt đầu về nè. Sao mình không gọi điện báo cho con, mình tôn trọng con một xíu, mình hỏi ý kiến. Hôm nay mẹ về đây đi tìm em và mẹ chia sẻ cái câu chuyện của mẹ lên để mẹ nói chuyện á, sao mình không
con nói cho con biết trước, hả? Ừ. Ờ, tại vì nó ở bển lu bu lắm, nó tập quân sự nó ấy rồi đó. Ý là mình nói trước đi thì con trai ơi, con trai sẽ tư vấn cho chị dễ hơn. Rồi đưa cho chị đi. Bấm để phá màn hình. Đây, dạ thưa cô chú anh chị, đây là một câu chuyện thật sự gia đình, hôn nhân vợ chồng cũng như con cái rất phức tạp. Nên mà em rất mong rằng chị phải hỏi tất cả ý kiến mọi người để tránh các trường hợp mà khi mà đăng tải lên rồi là phiền phức lắm cô chú anh chị ạ. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị theo dõi video này cũng thông cảm, đã làm mất thời gian của cô chú anh chị rất là nhiều thì cô chú anh chị cũng bỏ qua nhé. Alo, alo, Đen ơi, mẹ nói vậy nè, con My nó đi vậy á, bữa nay mẹ nghỉ làm, mẹ ra ngoài đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Bữa nay mẹ nghĩ là mẹ ra chú hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải á, mẹ đăng bài lên mẹ đi tìm em á, thì con có đồng tình ý kiến này không? Hả? Sao ạ? Vậy sao biết em đâu? Nay nó chơi bóng gì nó gửi hình chị Ba Diều kìa, nó thổi cái mặt nó tùm lum kìa. Giờ mẹ đang ngủ ở đây mà. Rồi thằng này nó nói xong rồi nó tắt máy. Nhưng con trai của chị không đồng tình à? Ừ. Dạ bị. Bây giờ ý chị con sao? Nó cũng y như ba nó vậy. Bây giờ ý của chị là sao? Ý chị thì nửa muốn nữa không. Thì vậy ấy lên là biết cái cuộc sống của chị mà như vậy. Đúng rồi chị. Thằng này nó sẽ ấy. Còn nếu mà không ấy thì sao rồi tìm nhỏ này. Cái này tùy chị thôi nhá. Bây giờ thì tùy chị suy nghĩ thôi. Anh em là làm việc giúp đỡ dựa trên chị á. Chị đồng ý thì anh em giúp, còn không đồng ý thì thôi nha. Không có sao hết trơn á. Dạ. Bây giờ ví dụ như nó nói để trưa nó về. Vậy là không mấy nữa. Cái này tùy chị thôi, chị bây giờ chị quyết định ở chị đó. Anh em không có quyền gì để quyết định cái này cả. Bởi vì anh em nói thật là đăng tải lên để giúp mọi người thôi, chứ anh em không có được một cái gì hết. Thì các em đừng có nói không, cái câu đó nhiều. Không, cái không. Vấn đề đó chị hiểu mà. Dạ. Mà giờ có cũng chẳng sao. Tại vì biết sao vậy? Tại vì biết sao em phải nói để cho rất nhiều cô chú anh chị cùng hiểu. Thì bảo tại hiểu. Sao mà thì chị hiểu như thế. Ý là chị hiểu là giúp người thôi, giúp chị thôi. Dạ. Nhưng mà ý là giờ chị cũng đang phân vân là nếu mà không đăng lên thì làm sao tìm bé con này về được. Mà hãy đăng lên thì sợ thằng kia nó ảnh hưởng, nó nói bà đã vậy mà bà còn đi làm vậy. Ý chị đang phân vân. Bây giờ chị nghĩ thôi đăng luôn đi. Chị đăng hả? Ừ. Chị quyết định suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ chưa chị? Dạ, y như là tất cả mọi người xem là... Tức là cái cuộc nói chuyện là... của chị từ đầu tới đuôi là mọi người biết hết đó. Ừ. Là đăng lên là như có thể bà vợ ông kia là cũng sẽ... Nói chung là... Biết luôn. Bà ấy là biết luôn. Dạ. Rồi. Là chị đồng ý đúng không ạ? Rồi. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ chưa? Kỹ rồi. Kỹ rồi đúng không ạ? Dạ. Thật ra cái này thì... em tôn trọng cái quyền của mọi người về đây nhờ. Mọi người cần thì anh em mới đăng, mới giúp. Còn mọi người không cần, không nhờ thì anh em càng khỏe. Em nói thật, nói cho dễ vui. Chị hiểu mà, chị hiểu vấn đề đó hết. Dạ, vậy là cuối cùng là chị đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video câu chuyện này lên khắp các trang mạng xã hội. Với mục đích chính là tìm con. Cũng như là chị chia sẻ cái câu chuyện đặc biệt là muốn nhắn nhủ tới cái người đàn ông kia. Cũng như là muốn giải thích với người vợ. Đúng rồi. Dạ. Em hiểu được cái tâm trạng của chị ngay lúc này. Thật sự tâm trạng của chị rất là tồi tệ. Chị tâm sự gì thì chị cũng mong em là người hiểu biết về cái vấn đề này. Ý là lên cũng được, người ta biết cũng chẳng sao. Để cho ông này ông cũng nhìn thấy và bà vợ bên kia cũng ấy luôn. Để nói chị là kiểu cũng như ấy. Thật sự là chị cần con chị chứ ổng là chị cũng chả cần. Rồi đàn ông giờ đó với chị là chị cũng chả cần. Thật sự thấy là sợ rồi. Thôi em khuyên chị, em khuyên lời cuối nhá. Thôi mình, cái chuyện tình cảm mà mình đã va vấp lần này nữa là đổ bể lần thứ hai rồi. Nên mình dừng lại đi. Nhá. Tại sao em lại nói dừng lại? Cái gánh, chị biết cái gánh mà trên vai nặng không?
bỏ được cái gánh xuống là khỏe lắm rồi. Bây giờ chị còn đi kiếm một cái người khác nữa, ví dụ người đàn ông thứ hai đến cuộc đời của chị này, chị bỏ được cái gánh xuống là chị thấy khỏe không? Mà bây giờ đi, chị đi kiếm cái người thứ ba nữa, lại đè gánh lên người mình nữa. Càng ngày càng mệt lắm nhá. Mình ở vậy đi, mình nuôi chơi nuôi con, rồi mình sau này có cháu có chiếc thì mình chăm cháu nhá, cho đầu óc thoải mái ha. Đầu óc chị suy nghĩ lẩn quẩn lung tung á, cái chị làm mệt khó thở lên. Như chờ chị vô thang máy đâu được đâu, chị vô chị đi lên tầng 1 là nó bị kích cái gì, cái đầu óc suy nghĩ đến tột cùng, cái nó làm mệt nó khó thở. Giờ vô chỗ nào mà kính kính đồ mà thấp thấp đâu là chị ngợp, y như là đang bỏ chị mình vô hòm vậy đó. Trời chị đất không đó. Có được, không biết bị bệnh tim hay gì không. Nhưng mà có chị đòi, em thấy chị khuôn mặt dễ thương mà, chị để tóc ngắn này lâu chưa? Ai cũng, chị xuống nhưng mà cái thằng đó là thằng cháu, nó nói con không dám làm cho dì Thủy đâu. Bữa hổm dì Thủy ấy, cái dì Thủy lên kêu con làm lần rồi, giờ dì Thủy kêu nữa con nhá, thì con cứ xuống cho dì Thủy đi. Cái nó nói thôi dì Thủy cầm tôm lơ dì Thủy làm đi. Cái nói thôi dì Thủy không biết làm đứt á, cái nó nói là thôi vậy để con làm nhưng mà con hất đinh cho dì Thủy thôi nha, chứ con không có cạo trọc luôn. Thì nó hớt là mình mới xuống mình đây hả chị? Vậy đó. Ý là mình, cái này nó ra mấy phân vậy? Mình mới xuống. Nay là cũng hai tháng rồi. À, tức là 2 tháng nay à. Tức là vì cái chuyện buồn đó hả? Tại vì buồn thì hồi đó mình có nguyện nói là tại mình uống thuốc bỏ con bé kia đó. Chị nói là đẻ con ra mà làm lặng á. Này kia á, mẹ xuống tóc là mẹ này mẹ kia, rồi chị làm luôn đó. Rồi đủ thứ chuyện dồn lại là chị quyết định chị làm. Chị xuống một lần rồi, xuống một lần hả? Là chọc lóc luôn á, là ra tóc dài rồi, lần này là lần thứ hai rồi đó. Chứ khổ tâm ha. Chị là người phụ nữ có thể tới giờ phút này chịu đau đớn nhiều về tinh thần đấy. Ai cũng hỏi là bà gì, chị nói mày điên hả? Ôi, mày làm gì mày cạo trọc mày xuống rồi, nhưng mà thật sự người ta không hiểu. Người ta không hiểu. Tiếng người đang để tóc dài đẹp gần chết rồi, có mấy chị bạn rồi vậy đó. Không, nhưng mà theo em nghĩ như thế này, nếu mà chị để tóc dài chắc chị rất là dễ thương đấy. Thật mà, khuôn mặt của chị để tóc dài là đẹp lâu lắm. Lâu nay lo làm kiếm tiền cũng không có chân diện gì. Chứ ngày xưa mà còn sống với ông kia là cực kỳ lắm. Ông nói mà chiều lắm hả? Ông nói là em mà bước ra đường cái người ta tưởng em là bà hoàng hả? Đẳng cấp hả Úc Thủy? Vậy hả? Úc Thủy hả? Úc Thủy đẳng cấp hả? Trước em kia là bà hoàng hả? Trước kia là chị đâu đi làm hả? Đi làm rồi có tiền cũng xài, đi làm như đi là cho vui vậy. Sáng mơ em cũng bỏ tiền đó ra rồi ngồi quán cà phê này khi tám đã đời rồi đi. Rồi ổng nói là gần mực đen gần đèn sáng, tại vì cái bà mà bán cà phê đó là bà không được đàng hoàng. À vậy hả? Ổng nói là anh mà thấy em ngồi lần nữa là anh được, em đừng có trách anh là như thế nào, không có chơi với bà. Rồi là sáng là chị lũ chỗ khác là chị đi làm. Chị đi làm thì chị mua đồ, móng tay móng chân thì chị sướng chơi hả? Làm nail bốn xị một bàn tay. Trời đất ơi. Rồi về với ổng mới nói là thôi má, Úc Thủy nó đi làm bộ móng tay móng chân 400 ngàn. Cái bà già mà người ta nóng ruột cho con người ta chạy xe cực khổ mà. Lúc đó bả thì cũng chưa có hiểu về nail này kia đâu. Bả nói tao làm bộ móng tay có mấy chục ngàn, nó đi làm vậy rồi này kia, ý là nóng ruột á, cũng nói vậy á. Nói em đi làm vậy là tiền đâu em trả Úc Thủy. Nói trời thì tôi có tiền tôi mới dám đi chứ. Đó, nhìn thường, vô thường quá thường, cưng quá cưng luôn hả? Đi đám cưới là chị dài, chồng thì lùn, má chị nói chồng thì lùn, đã cao rồi mà còn quất đôi dép, đôi quất cao một tắc. Cái chị nói ai biểu lùn ghen chịu, quất cái đầm, đôi dài, móng tay rồi nhìn trời ơi, cơm dài. Nói chung là ổng chạy xe phải không, tuần lễ là ổng sắm cộng dây chuyền. Cái ổng nói là bây giờ em muốn em chịu cực thì em có vàng em đeo, mà hệ anh còn hệ nếu mà em không có ấy thì anh mua máy giặt. Em muốn cái nào em mua máy giặt á thì em sướng, em khỏi giặt đồ, tuần sau anh mua dây chuyền anh mua vàng cho. Còn hệ bây giờ em đeo dây chuyền thì em chịu cực, không mua máy giặt thì em giặt đồ, thì em muốn cái nào? Chị nói muốn vàng. Muốn vàng thì ok, về dưới nhà ảnh á là ngừng ở bên đây ngã năm lấy thiêu nè, là qua tiệm vàng Kim Thanh là mua cho chị, em ngồi em xe giữ con đi, anh qua anh mua cho, anh chọn là em ok liền mà, anh có mắt thẩm mỹ mà, qua chọn cộng dây chuyền là thiệt, ok thiệt. Cái mặt ở giữa có chữ Chanel, chế táo rồi, rồi giờ lúc đó chị đi bảo hiểm xã hội, ông lúc trước là ông chạy Vinasun, sau này ông mới có xe nhà,
là ổng chạy Vinasun là ổng sánh vàng đi chia, ổng lãnh bảo hiểm xã hội của ổng, ổng mua sợi dây chuyền bự cho chị cái hộp BB rồi cái mặt Chanel. Ổng nói mua cho mày nhiều, ổng bực quá đó, ổng bức xúc quá đó, mua cho mày nhiều, cho mày cho chúng ăn cho nhiều, trời ơi tao chở mày qua biên hòa bực quá đó. Trời đó giờ trời làm gì vàng 18 hay 5 triệu chị, giờ làm gì tới cuộc đời chị chết. Dạ, dạ, chị còn không còn vàng không? Không. Ông này các cái nhà sau này là bán hết rồi, còn cái sợ đó lại bị mất rồi. Trời đất ơi. Nói mày cho gái ăn đi đưa đi đám cưới, cái bình thường là ông xã chị giữ thì ông giữ. Cái nói sau này cái tự nhiên ngày đó xui khiến sao đi đám cưới kêu ông đưa cho đeo cái về cái giữ ở trong cốp xe. Mất lấy rồi. Sao còn cái bóp. Em di chuyền cầm lên là nhẹ tưng hả? Cầm di chuyền cái hộp BB tròn rồi em biết mà cái mặt bự chùm giam chữ Chanel mà. Giờ giờ tiếc nuối ha. Ừ, trời chị mày bây giờ mày chị đeo di chuyền đó rồi chiếc lắc Chanel nữa là y như là tông sạc tông vậy á. Thì chị ra đường bởi vì ông nói chị là đẳng cấp mà. Chị nói với ông này mày là không có cửa đầu không bằng đầu móng chân của mà hồi đó sao mình đừng ghen đi, mình đừng bỏ một cái người chồng như vậy đi có phải tuyệt vời thì không? Bởi vậy ghen mày chở đĩ à, chở gái hả à? Không nghe điện thoại cái đập điện thoại vô vách tường giục một cái đùng chị hả? Ừ. Ôi trời ơi mày đó bây giờ có trong khách sạn đen ấy ta chứ mày đi đâu mày chạy xe đâu, làm thấy ghê lắm. Uổng hả? Ổng mà thấy chị ái chị đó, có cái điện thoại đó đó thì là ông nói vậy nè, bà xí bà ba này bà có cái điện thoại đó kìa, để anh chạy xe anh mua cho em, là mua cái Samsung mà nắp bạc mà nhỏ nhỏ bằng cái hộp quẹt, lúc kia là em biết là lấy rồi. Rồi sau này cứ đời nào điện thoại là mua, đời nào điện thoại là mua, ra Lâm Mobile ở đường Dịch Sinh nè, mua cho chị bố iPhone 4X, ảnh là cái màu đen 4 thường, của chị là phụ nữ là xài màu trắng, tâm lý vậy á. Thì mắc cộng dây chuyền này là có cộng dây chuyền khác, ra cái bà mà quán cà phê mà ảnh cắm chị á, ôi đù má ngày qua nói mắc đi sao giờ đeo, nói anh yêu tôi mới mua lại bà, đù má bị đẻ trong bọc điều hả bé hỉ, bị đẻ trong bọc điều hả, nói tôi không biết trong bọc điều hay gì, nói bà nhìn coi, nói đeo vàng giả, bà nhìn coi cái móc hay giả ha thiệt, bà nghĩ gì mà bà nói tôi đeo vàng giả, yeah. bà nhìn cái móc coi, vàng giả mà làm gì có cái móc vậy, đù đẻ bọc điều. Sướng quá trời sướng mà bây giờ khổ ha. Bà mẹ chồng chị nói câu giờ chị nghĩ chị cũng thương bà lắm, nhưng mà giờ mình có cuộc sống về rồi đó, mình ngại về lắm. Em chồng chị là nhỏ thứ tư là quán lẩu bò ở Minh Châu chính ở Gia La Hiên Hòa ngay ngã tư Đốc Thánh quẹo vô đó. Thì cứ kêu về chơi mà mình cuộc sống mình về giờ sao nói sao về thì mình, giờ chị nghĩ là chị thương bà má chồng thì... Bà nói câu như nè, tao chưa thấy người phụ nữ nào như mày Thủy ơi, chồng đi làm chạy xe mua sắm mày đeo vàng tới dưới chân lắc chân cái gì cũng có mà mày ghen tao không thể nào nói mày được. Mày ghen mày nhảy qua tới sông Thằng Ba mày chạy xe này kia mày chạy bạc mạng tao không? Ghen là ghẹn thời điểm đó ghen. Có thể là chị ghen mù quáng mù quáng quá để lúc cuối đó cùng... là còn ông già đó là từ chị mà nói nếu mà cháu để đây tôi nuôi, nếu thằng con tôi quay lại với mấy người hả tôi từ bỏ thằng con, không có thằng con này trên đời. Nói vậy đó, thật sự thì đó. Lúc đó là ổng giận thôi. Sau này là ổng bả có kêu là vài năm sau là ổng bả có kêu đi về chảnh là ở với vợ con mày đi cho nó yên, cho nó bình yên. Bởi vì biết sao không, thường thường là ba má mình đâu có muốn mình phải gánh đâu, muốn cho các con đúng là được mày đi về chảnh mày ở với con xung họp và muốn các cháu của mình là có đủ ba rồi mẹ. Bả có kêu vậy á, ổng cũng có tâm sự với chị là má kêu anh như vậy nhưng mà giờ em nói vậy là thôi vậy thì thôi. Ông nói nghe chị khóc, ông nói vậy đó, má kêu anh vậy mà giờ em nói em có bầu vậy giờ thôi anh chứ sao. Mình nói chung là bây giờ tóm lại là mình đã đánh mất đi rồi thì cứ thương những thứ mất đi rồi mình mới tiếc, mà tiếc thì lại không thể quay trở về cái thời gian ban đầu nữa. Chị bảo đảm những người phụ nữ mà thờ bằng trang lưới chị ngày xưa mà cứ ai cũng nói trời chân dài mày có phước ha, cái giờ chị Huệ mà làm chung bả biết bả nói chiều á mày qua mày chửi mày lên đồ mày bạn quần sọt mày lên đồ qua mày chửi con người ta như con không đẻ, giờ có không giữ mắt đừng tìm cái cưng. Đúng rồi á chị Huệ, giờ bả hiện tại giờ bả còn làm chung xưởng hợp điều mà luôn. Chị nói đúng mà đúng bả nói có không giữ mắt đừng tìm nha em, giờ em hối hận hả gì em khóc rồi hỉ em chửi như con không đẻ hả chị biết mà. Bả mà thấy chị chạy ít thắt mo ha vi sành tất cả là bả nói thấy bà gặp là bà kêu mai chị lên ít thắt nam là bán xe này chị cho em bé chăm chị nha. Ủa xe ngoài tiệm xe sao bà mua bà lãng, chị biết em là đẳng cấp đi xe này vài bữa nữa là cũng đi xe khác đó mà là thời xưa thôi đúng không. Ừ mà thật sự là
có nhỏ em chồng mà chị nói giờ có gia đình mà làm bố rồi là xưa làm xong con xong bé là cứ mua chiếc Novo là đổi xe khác là tới chị hưởng chiếc đó là Elizabeth là tới chị đi, là cứ mua Vespa là cứ thay đổi, nói chung là cũ người mới ta vậy đó. Cứ nhỏ đó nó mua xe khác, đời nào là mình lấy chiếc đó, là nói chung là tay ga gì là chị cũng có. Như chị chia sẻ thì cuộc sống hôn nhân của chị trước kia là rất đầy đủ. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ, nhưng mà tiếc chị đánh mất. Thôi bây giờ thì câu chuyện cũng rất dài rồi, hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Hôm nay thì em cũng dành cái thời gian về đây, dành cái thời gian cho chị về đây để mà chị tâm sự cuộc đời của chị. Không ai muốn là đi nói lên các trang mạng xã hội những cái điều xấu của mình hết. Không ai muốn là vạch áo cho người xem lưng, và không ai muốn kể những cái câu chuyện buồn, những câu chuyện không tốt về cái cuộc đời mình cho người khác xem hết. Nhưng mà chị thì tới giờ phút này thì chị rất thật về đây, chị cũng chia sẻ hết tất cả mọi điều đang diễn biến, đang xảy ra từ trước tới nay, và cái tình trạng hôn nhân cũng như là cái tình yêu của chị không được như ý muốn, để cho tất cả mọi người biết. Thì thật sự thì em rất là nể chị. Thì cuối video này em chúc chị và đại gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là các con của chị sẽ hiểu cho chị, đặc biệt là bé đang ở đâu đó xem được video này thì sớm quay trở về. Và em mong rằng là cái chuyện tình yêu của chị sắp tới sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, và chị giải quyết trong một cách tình cảm, không hận thù chị nhá. Làm sao làm thì mình phải tìm một cái cách nào đó để mình nói chuyện tình cảm nhất, không xảy ra một cái vấn đề gì để mà dẫn tới cái tình trạng hận thù hoặc là những cái điều không tốt. Thì mong rằng gia đình nhà chị cũng hiểu cho chị, và tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cũng hiểu cho chị nhá, chị nhá. Chỉ có chị là hiểu rõ nhất câu chuyện của chị và cái việc tiếp theo chị phải làm như thế nào thôi. Mọi người thì có thể là động viên chị, hoặc có thể chỉ trích chị, hoặc có thể là chia sẻ cho chị. Thì vấn đề chính là chỉ có bản thân chị muốn bước tiếp, hoặc muốn dừng lại, hoặc như thế nào đó trong cuộc sống của chị thôi, chị ạ. Nên mà chị mong rằng sau này những cái suy nghĩ, những cái quyết định, mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ, sáng suốt để mà mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ha. Thì chị cuối video này là chị, em hỏi lại chị một lần nữa nha, lần cuối cùng, bởi vì cái thời gian rất là dài rồi, là chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con mình không? Chị có đồng ý không ạ? Lần này là lần thứ 3, thứ 4 em hỏi chị đó. Là chị suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi đúng không ạ? Dạ rồi, thì xin phép chào chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.